Thưa quý vị, mới đây, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định được nghi phạm đe dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines khi qua vịnh Tokyo vào hồi đầu tháng 1 vừa qua. Được biết, nghi phạm là một người đàn ông Nhật Bản. Đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn. Đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình, không có đồng phạm. Qua thẩm vấn, nghi phạm có hành vi đe dọa bắn hạ máy bay của Việt Nam nhưng không có động cơ, không có mục đích. Thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường. Hiện nay, cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức. Trước đó, ngày 5 tháng 1 năm 2022, chuyến bay VN5311 của Vietnam Airlines chở theo 47 hành khách và 15 thành viên của phi hành đoàn bị dọa bắn khi vừa cất cánh rời sân bay Narita, Nhật Bản về Việt Nam được 40 phút.